Nam mô mẹ hậu thổ cháu hoàng thiên, Nam mô chín phương trời mười phương Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Nam mô Tây phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam mô chư đại Phật tổ, chư đại chân sư, chư đại minh sư cảm ứng chứng minh, chư trung đạo nguyện trì tụng ngũ bộ chú và đại bi chú, cầu học đạo được tinh tấn trí tuệ sáng suốt để nhìn thấy bổn thân mình là Phật, để được sống như các ngài đã và đang sống, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, và để được phục vụ ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Yom Ram Om Sri Ram Om Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Mani Padme Hum Chale Chule Chimle Swaha Om Om Ram Om Sri Ram Om Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Om Ram Om Sri Ram Om Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Om Mani Padme Hum Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Mani Padme Hum Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Om Sri Ram Om Mani Padme Hum Om Chale Chule Chimle Swaha Om Ram Ram Sri Ram Mani Padme Hum Chale Chule Chimle Swaha Om sống như các ngài đã và đang sống, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, và được phục vụ ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Phật ma ra mùng đề lệ hề 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 tất cả tất cả ra sống Phật ra xa lệ Phật xa Phật xa Phật ra xa giao lô lô ma ra lô lô hê ri ta ra ta ra ta ra ri ta ri tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề ri ya na ra cưng trí đề ri sắc ni na ma ya ma na tam ba ha tăng đà ya tam ba ang ha ma ha tăng đà ya tam ba ha tăng đà dương nghệ thực bằng ra ya ta ba ang ha
Na ra cần trì tam bà ha ma ra na ra tam bà ha thân ra tăng a mục khư ya tam bà ha tam bà ma ha thân đà nhà tam bà ha ya kiết ra thân đà nhà tam bà ha ba na ma kiết thân đà ya tam bà ha na ra cần trì bà nhà ra ya tam bà ha ma ba lời thân kiết ra ya tam bà ha nam mô hắc ra đắc na đa ra ya nhà nam mô a ri ya ba lo kiết đề thức bằng ra ya tam bà ha thức điện đồ mạng đa ra bát na ya tam bà ấn thức điện đồ mạng đa ra bát đa ya ta bà ha ấn thức điện đồ mạng đa ra bát đa ya ta bà ha. Ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh quán từ tài bồ tát khanh thâm bát nhã ba la mật đa thời chưa kiên ngụ uẩn giải không đồ nhân thiệp cô hoạch xa lời từ sân bất gì không không bất gì sắc sắc thức thì không không thức thì sắc thọ thân hành thức diệt phục như thị xa lợi tử thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cầu bất định bất đăng bất giảm thì cổ không trung vô sắc vô thọ tướng hành thức vô nhàn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc thân nên vì dung pháp vô nhàn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô lậu tử diệt vô lậu tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc vô bồ đề tăng đại bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô vô hữu khủng vô viễn ly điên đạo môn tưởng cứu cánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc nga nổ đa la tam miểu tam bồ đề cầu thị bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thiệt cầu chân thiệt bậc ngự cầu thiệt bát nhã ba la mật đa thức chú thân thiệt chú biết yết đế đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yên đề nê ma la yết đế ma la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế nê ma la yết đế ma la tăng yết đế bồ đề tát bà nga yên đề nê ma la yết đế ma la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế nê ma la yết đế ma la tăng yết đế bồ đề tát bà ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 tây phương cực lạc quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại lực đại thế chi bồ tát nam mô đại lực đại thế chi bồ tát nam mô đại lực đại thế chi bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma ha tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát chúng đạo con nương vào quái thần quái lực của địa tạng vương bồ tát cầu nguyện cho tất cả các vong linh hữu tình chiến sĩ trần vong oan hồn uổng tử tập loại cô hồn đóng mau tử nạn khắp nơi và chúng quanh đây những ai chưa được siêu sanh thì được siêu sanh những ai không được nó đủ thì được nó đủ cầu nguyện địa tạng vương bồ tát tiếp dẫn tất cả các vong linh hữu tình chiến sĩ trần vong oán hồn nguồn tử tập loài cố hồn đóng bao tử nạn được no đủ và siêu sanh tình độ vãng sanh quyết định chân hồn nam mô a di đà ma ya ta ya na ya na di ya tha di đô ba ti a di đi đa tinh đam ba ti a di đa di ca lang đế a di na di ca lang na ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bang ha nam mô a di đà ma ya tha ya na ya na di kya tha di đô ba ti a di đi đa tinh đam ba ti a di đi đa di ca lang đế
ai na di ca lăng đa nha di ni ya ya na chi đa ca lê ta bang nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa ya đa di ya ta ari di đô ba ti ari di đa tăng đam ba ti ari đa di ca lăng đa ari di đa di ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bang nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa ya đa di ya ta ari di đô ba ti ari di đa tăng đam ba ti ari di đa di ca lăng đa ari di đa di ca lăng đa ya yi ni ya ya na chi ra ka le ta mang ha nam mu a yi na ba ya na ta ya na ya na ni kya ta si ri do ba ti ya ri ri ra tang dam ba ti a ri na ni ka lang ne a ri na ni ka lang na ya yi ni ya ya na chi ra ka le ta mang ha nam mu a yi na ba ya na ta ya na ya na ni kya ta si ri do ba ti ya ri ri ra tang dam ba ti ya ri ri ra ti ka lang de ai na di ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lợi ta ba ha. Thiện thiên nữ chú nam mô Phật đà nam mô Đạt Ma nam mô Tăng gia nam mô Tất Lợi Ma Đế Tỷ gia Đắc Nê gia ta Đắc Lợi Phu Lâu Na gia Lợi Tam Mạng đặc sa ni ma ha ti ha ra ya re tam mang ra ti ni ya re ma ha ca ri ya ba ne ba ra ba ne tăng ri pha đặc ta tam mang ra tu bắc lê đê phu lê na ri na đặc ba đê ma ha ti cô tăng đê ma ha di lạc đê lô pha tăng kỳ đê hê đê ti tăng kỳ hê đê tam mang ra nga tha no đà ra ni nam mô phật đà nam mô đặc ma nam mô tăng gia nam mô tất lì ma ha đê ti ya đắc nê ya ta ba li phu lâu na ya li tam mang ra đặc sa ni ma ha ti ha ra ya re tam mang ra ti ni ya đê ma ha ca ri ya ba ne ba ra ba ne tăng ri ba lạc ca tam mang na tu bát lê đề phu lê na ri na đạt ba ne ma ha ti cô tăng đề ma ha di lạc đề lâu pha tăng kỳ đề hê đề ti tăng kỳ hê đề tam mang đa tha nậu đà ra ni nam mô văn đà nam mô đạt ma nam mô tăng gia nam mô tăng lì ma ha đề ti gia đăng đề gia ta ba lì phu lâu na gia lì tam mang na đạt sa ni ma ha ti ha ra ya re tam mang đa ti ni ya re ma ha ca ri ya ba ne ba ra ba ne tăng ri ba đặc ta tam mang đa tu bạc lê đề phu lê na a ri na đặc ba đề ma ha ti cô tăng đề ma ha di lạc đề lo pha tăng kỳ đề hay đề ti tăng kỳ hay đề tam mang đa tha nậu đà ra ni nam mô a di đà phật phục nguyện trung đạo con chỉ tâm sám hối cho tam nghiệp trì tụng ngũ bộ chú và đại bi chú cầu nguyện trí tuệ sanh xuống học đạo được tinh tấn để nhìn thấy bổn thân mình là phật để được sống như các ngài đã và đang sống để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình và được phục vụ ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Cầu xin cha mẹ cho con được chí tâm sám hối cho tam nghiệp, cầu nguyện cho tất cả các vong linh hữu tình chiến sĩ trận vong, oan hồn muộn tử thập loại cô hồn đồng bào tứ nạn được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Tụng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giới hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh thông vàng vô lượng quang phật giác nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chứng tăng tiêu trừ thể thế thần hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cụ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bàn lự nguyện vì thứ công đức phổ cập ư nhất thiết ngà đằng dự chúng sanh giai công thành phật tứ quy phật đương nguyện chúng sanh thì dạy đại đạo phát vô thượng tâm tứ quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tứ quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.